Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của shop Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán, kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng giúp em. Em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Thì tiền nào của đấy, hàng rẻ thì chất lượng sẽ kém, hàng đắt thì chất lượng sẽ tốt, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Đấy, hàng bao ngon, bao chuẩn, bao trụ luôn cho anh em thì tiền nào của đấy, hàng rẻ thì chất lượng nó sẽ kém anh em nhé. Thì anh em xem thì nhớ cho em một đăng ký kênh, like video, để lại bình luận giúp em. Ấn đăng ký kênh, like video, để lại bình luận. Thì hôm nay nhà mình sẽ giới thiệu trực tiếp cho anh em những bộ kẹo chì giá rẻ cho anh em chơi và trải nghiệm. Thì nhà mình thì có hàng từ 300.000 đổ ra, 400.000, 450.000 và 500.000 một ký bao ship, bao tiền ngụy trang. Thì hàng rẻ nhất bên nhà mình bây giờ hiện tại mình đang phân phối cho anh em là hàng đóng máy loại 1, giá là 300.000 một ký chưa bao ship và 350.000 một ký đã bao ship rồi. Hàng này thì có lấm 4, 5.5, 5.52, 5.54, 6.35 và 6.38. Còn hàng 4.5 thì nó sẽ nhỉnh hơn một tí, tại vì nó làm lâu công hơn và tại vì nó hơn 1.000 viên, nên anh em lưu ý giúp mình là như vậy. Thì cái chất lượng này thì bây giờ hàng lấm và motor thì hai mẫu này thì anh em chơi sử dụng nhiều nhất. Cái chất lượng thì nói thật với anh em là cam kết chất lượng chuẩn cho anh em chơi lâu dài chứ không phải ngày 1 ngày 2. Hàng này thì độ ổn định nó sẽ cao. Đấy, hàng ổn định nó sẽ cao. Thì hàng này thì có hàng quân nội và hàng quân ngoại. Hàng quân nội mình đang bán với giá là 350.000 một ký, hàng quân ngoại là giá 450.000 một ký. Đấy. Hàng này thì nếu mà motor này thì nhà mình có full size từ 405 đến 640 cho anh em lựa chọn. Thật ra là lấm cái này thì căn chỉnh như lấm, không, đa số không phải căn chỉnh gì, cứ thế đóng vào là chơi thôi. Đấy, dễ căn chỉnh, độ ổn định nó sẽ cao. Còn nếu mà anh em mà muốn bêm xa hơn nữa thì anh em nên sử dụng cái mẫu kẹo chì sờ lung này. Sờ lung này thì với những anh em chơi nhiều và chơi nhiều thì anh em chơi những cái dòng này thì bao bêm cho anh em 120m. Thì là loại này thì hàng bằng chì dây nên là chơi rất chi là sướng. Đấy, độ ổn định nó cao. Thì tiền nào của đấy, anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nếu bên em là kẹo không kiểm không xâm hàng, xin chào em, gặp lại.